Hello anh em khán giả của Coi 68 TV. Mình là Mason, người cùng đồng hành cùng anh em trong chặng đường tìm kiếm và cày cuốc các kèo Erop chất lượng đã quay trở lại ở đây. Trước khi đi vào dự án chính mà chúng ta sẽ sang Erop ở video lần này, thì Mason xin cập nhật một chút cho anh em về Crash, dự án điểm pin đầu coi bằng băng thông internet nhé. Vào ngày 5 tháng 9, 2024 thì Crash đã ra thông báo về link check Erop chính thức của dự án trên tài khoản X của họ với đường link chính thức là crashfoundation.io/connect. Anh em truy cập vào link này, kết nối với Solana đã liên kết với Crash như là Phantom hoặc là Backpack và chọn check eligibility để kiểm tra lượng token Crash mà anh em có thể nhận được nhé. Dự án cũng thông báo tổng cung token Crash là 1 tỷ và đợt airdrop này dự án sẽ phân bổ 10% tổng cung token cho cộng đồng với tỷ lệ cụ thể như sau. Close Alpha sẽ là 1.5%, từ epoch 1 đến 7 là 7%, tương đương là mỗi epoch sẽ là 1%. Bonus epoch sẽ là 0.5% và phân bổ khác sẽ được dự án thông báo sau là 1%. Sau khi check Erop và lướt một vòng X tức là Twitter thì Mason thấy Crash Erop cho người dùng cũng hơi là keyboard một chút khi có người tham gia vào tất cả các epoch và close alpha nhưng chỉ nhận về trung bình từ vài chục đến vài trăm token thôi. Mason cũng đã check tài khoản của mình á thì cũng chỉ nhận được hơn 91 token thôi, mặc dù Mason đã tham gia đầy đủ từ close alpha cho tới epoch hiện tại. Điều này cũng có thể dễ hiểu thôi vì theo như dự án công bố là đã có hơn 2 triệu người dùng đã tham gia đào POI để săn Erop dự án. Tuy nhiên thì việc phân bổ token Erop thì quá ít đã khiến cho cộng đồng cảm thấy không hài lòng và một số người đã chỉ trích đây là một dự án scam. Tuy nhiên thì dự án cũng đã ghi rõ đây chưa phải là phân bổ cuối cùng dành cho người dùng tham gia Erop và họ đang lọc CBIL để dùng token của những người dùng chip để thưởng lại cho những người dùng real là những người dùng thật. Thôi thì Mason cùng anh em cùng chờ đợi xem là có kỳ tích gì xảy ra không nha. Hoặc là tụi mình có thể nhận được thêm nhiều token hơn. Hoặc là chúng ta cũng nhận lại một cái nhịp thật là to. Cập nhật về Crash vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên vào chủ đề chính của video lần này thôi đúng không anh em? Ở video lần này thì Mason sẽ giới thiệu sơ lược và cách thức tham gia sang Erop một dự án tên là DOR. Thì đây cũng là một dự án điểm pin trên Solana có cách thức hoạt động tương tự như Crash nhưng được đánh giá là ngon hơn Crash rất nhiều lần bởi số tiền gọi vốn gấp 7 lần Crash cơ mà. Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược một chút thì DOR là một giao thức điểm pin được phát triển trên Solana để cung cấp cho người dùng dịch vụ Internet phi tập trung. Đội ngũ của dự án đặt tên là DOR thì đây là viết tắt của Decentralized Autonomous Wireless Network, tạm dịch là một mạng lưới không dây phi tập trung. Mục tiêu mà đội ngũ DOR hướng đến là tạo ra một mạng lưới do người dùng vận hành nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp tiếp cận với tài nguyên Internet với một chi phí hợp lý nhờ vào cải tiến trong công nghệ không dây. Với công nghệ của DOR và phần cứng có sẵn của máy phát Internet thì bất kỳ ai cũng có thể mua bán dung lượng Internet trong khu vực xung quanh nơi ở của họ. Công nghệ của DOR được kiểm soát bởi công ty mẹ Andrena, từ đó giúp tất cả mọi người có thể tham gia vào cơ sở hạ tầng mạng lưới Internet mà không cần đến các công ty viễn thông hay là dịch vụ đám mây tập trung. Về mặt công nghệ thì DOR sẽ xây dựng cấu trúc node cho mạng lưới Internet phi tập trung của mình với 4 node chính như sau. Đầu tiên là Bandwidth node, viết tắt là BN. Thì đây là node có khả năng wholesale, tức là bán sỉ băng thông Internet và kết nối trực tiếp IP đã bán. BN triển khai các radio phát sóng từ một điểm tới nhiều điểm với một bên GBPS được DOR phê duyệt để cung cấp kết nối Internet trong bán kính 5 dặm, tương đương với 8 km. Thứ hai là Distribution Node, viết tắt là DN. Thì đây là node thường đặt tại các tòa nhà thương mại hoặc khu dân cư. DN sẽ kết nối với các BN thông qua hệ thống anten robot trên mái nhà và chia sẻ kết nối xa hơn. DN có thể kết nối với nhiều BN hoặc các DN khác nhau theo thời gian thực. Thứ ba là End User, viết tắt là EN. Thì đây là những người dùng phổ thông sẽ tiêu thụ băng thông Internet từ các DN. Thứ tư là Foundation, đây là tổ chức kiểm soát đa chữ ký Multisig của các Smart Contract để điều chỉnh cách thức tương tác giữa các node. Ngoài ra thì tổ chức này đồng thời sẽ quản lý các hoạt động như là xác minh danh tính, giao tiếp liên node, tuân thủ quy định, giám sát QoS, xử lý và thanh toán giao dịch toàn cầu v.v. Ngoài ra thì DOR giới thiệu một khái niệm mới có tên là Proof of Network Resource để ám chỉ việc mạng lưới sử dụng băng thông để mô tả hiệu suất từ các yếu tố như là dữ liệu được cung cấp và định vị thiết bị. Một số thuật ngữ khác được DOR định nghĩa để miêu tả hiệu suất mạng qua từng yếu tố như là Proof of Backhaul. Thì đây là bằng chứng để kiểm tra tốc độ đường truyền của băng thông hoặc node với sự trợ giúp của một nhóm Challenger được gọi là những người thách thức. Thì Challengers sẽ gửi một tỷ trọng dữ liệu nhỏ đến các node để đo lường tốc độ và độ trễ của mạng. Thứ hai là Proof of Location. Thì đây là bằng chứng đảm bảo rằng các node DOR đang ở một vị trí chính xác như đang khai báo. Thứ ba là Proof of Service.
thì đây là bằng chứng cho phép người dùng thay thế Internet từ các nhà cung cấp tập trung sang phi tập trung một cách dễ dàng hơn. Thứ tư là Proof of Frequency, thì đây là bằng chứng xác nhận tần số Internet và giảm thiểu độ nhiễu của mỗi node sử dụng thông qua cơ chế stacking của họ. Các node sẽ nhận một tập hợp dữ liệu được mã hóa cần thiết để xác minh đường truyền mạng lưới không dây của một BN hoặc DN, và họ sẽ được thưởng bằng token thông qua smart contract. Một yếu tố mà Mason đánh giá Dawn ngon hơn Crash nằm ở việc gọi vốn của dự án này. Qua đó thì Dawn đã gọi thành công tổng cộng 33 triệu USD từ hai vòng gọi vốn là Series A 15 triệu USD và Series A mở rộng 18 triệu USD. Những quỹ đầu tư tham gia vào hai vòng gọi vốn này đều là những quỹ đầu tư vô cùng nổi tiếng trong thị trường crypto như là Dragonfly Capital, Wintermute, Barafi Capital v.v. Ngoài ra thì Dawn cũng đang cho phép anh em tải extension, tức là tiện ích, và kết nối vào Internet để đào những point tương tự như là Crash. Dự án chỉ mới ra mắt và cho đào gần đây thôi, nên là anh em có thể tham gia từ sớm để nhận được nhiều point nhất có thể để gửi đổi thành token được airdrop trong tương lai nha anh em. Dự án cũng đã hé lộ rằng sẽ ra mắt native token để cho người dùng có thể sử dụng mua hoặc bán băng thông Internet từ cộng đồng thông qua ứng dụng di động của Dawn. Nếu dự án đã thông báo như vậy rồi thì anh em còn chần chờ gì nữa mà không tải extension và đào ngay thôi nào. Sau đây là cách thức để tham gia săn airdrop của dự án Dawn. Đầu tiên, anh em cần tải extension, tức là tiện ích của Dawn trên cửa hàng Google. Đường link thì Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả để anh em có thể dễ dàng truy cập để tải extension nha. Bước 2, anh em chọn vào tiện ích Dawn vừa tải xong, chọn register và sử dụng email để đăng ký tài khoản nha. Anh em nhớ nhập code U528ER8 để ủng hộ Mason nha. Sau đó anh em sẽ mở mail và verify, tức là xác thực cái tài khoản anh em vừa mới đăng ký. Bước 3, anh em đăng nhập lại một lần nữa vào tài khoản mà anh em vừa mới đăng ký vào tiện ích Dawn để kết nối vào mạng Internet của anh em. Sau đó anh em chọn mục Boost Reward và hoàn thành các task social để nhận được 15.000 points nha. Ngoài ra anh em có thể vào phần Refer Friend, copy link mã mời và mời bạn bè tham gia để có thể nhận được thêm points nha. Anh em khi làm việc hay là học tập á, thì chỉ cần bật tab Chrome lên và kết nối với một mạng Internet ổn định là có thể farm boy tương tự như cách thức của Crash nha. Ok, thì Mason cũng đã giới thiệu tổng quan và hướng dẫn anh em cách thức tham gia săn airdrop của dự án Dawn rồi. Đối với dự án này á, thì anh em có thể tham gia miễn phí khi chỉ cần tải extension, tức là tiện ích, trên Google Chrome và nhận boy thôi. Nhưng Mason cảm thấy Dawn ngon hơn Crash rất nhiều, với mức gọi vốn lên tới 33 triệu USD, tức là gấp 7 lần so với Crash lần đó anh em. Và Mason cũng có cảm giác là Dawn sẽ không airdrop keyboard như Crash đâu ha. Ok, nếu anh em có câu hỏi hay thắc mắc nào trong quá trình làm airdrop của dự án Dawn này thì đừng ngần ngại để lại một bình luận ở dưới phần mô tả nhé. Và team Coin68TV sẽ giải đáp tất tần tật cho anh em. Đừng quên để lại một like và một subscribe nếu anh em thấy video này hữu ích nhé. Mình là Mason và hẹn anh em ở cái video tiếp theo.